cái cảm xúc sung sướng và tự hào của những người lính như tôi. Hai đơn vị chúng tôi là một. Cháu nghĩ ở đấy là cái khoảnh khắc này rất là thiêng liêng. Nó không chỉ là một cái... Ở đây thì tôi có thể nói thêm như thế này. Thực ra cái trung đoàn 66 của anh tôi là đã ngồi trên xe tăng cùng với chúng tôi từ nước trong, tức là đường cao su, để xuất phát. Để có được cái chiến thắng 30 tháng 4, 11 giờ 30 phút ấy. Thì thật lòng mà nói với quý vị và với mọi người rằng máu của các chiến sĩ vẫn hy sinh ngay từ lúc chưa vào đến sân đến nhân cầu Sài Gòn. Nó có mấy đồng chí của bộ binh mà anh Tư hy sinh, và đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một của chúng tôi là đồng chí Ngô Xuân Nhợ cũng hy sinh ngay trên. Chào anh em nhá, anh em nào sưu tầm con Tulo của 8800 bác Bôi thì liên hệ cho mình nhá. Thì một chiếc xe đây là một con Tulo rất là đẹp anh em ạ. Anh em có thể sưu tầm ghép cùng với những con Omni PL 8800 mắc đôi này, 8900 này, 8900 mắc đôi này và 9800, nó đồng size nhau rất đẹp anh em nhé. Mà ghép bộ lên là rất đẹp đấy anh em ạ. Đây là mình đang bắt đài FM là đài của địa phương, bây giờ mình chuyển về đài AM này. Đây này, nó còn cả những cái điểm đánh dấu để cho mình bắt đài này anh em này. Đấy, đài FM là ai em bắt được hết anh em nhé. Khung để dẹp chủ yếu là làm bằng gỗ. Dẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo. Máy vàng ống luôn. Máy rất đẹp anh em nhé. Tất cả đèn là còn nguyên zin hết. Anh em nào kết con Tulo là alo cho mình nhá.